Chào các bạn. Như các bạn đã biết là một chiếc ô tô này có một cái bộ phận lốc máy rất là quan trọng. Mình nên thường xuyên là vệ sinh một hai lần là trong năm. Thì các bạn biết là những dòng xe, tất cả khi mình đi ở những đường bụi bận thì tất cả những mảng bám sẽ làm cho những cái ốc vít hoang rỉ và nhớt, tất cả đều mảng bám trên này. Thì bây giờ mình phải là trước tiên là mình phải dọn cái vệ sinh cái lốc máy này, thì các bạn là phải cần vào một cái súng. Đây là cái sản phẩm mà mình đang giới thiệu cho các bạn là cái súng phun rửa dọn lốc máy. Mình sẽ mở cái hộp này xem sẽ nó ra sao. Đây là cái súng phun rửa lốc máy ô tô đây. Đây là cái hộp đây. Đây là sản phẩm này. Đều vặn bằng tay hết nha các bạn. Đây là chất liệu bằng thép hết. Thì nó sẽ bền bỉ hơn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình đã đổ một cái nước vào đây, hoặc là các bạn đổ dung dịch vào trước cũng được, là mình sẽ canh thôi. Đây là mình đang ở lưng chừng này thì sẽ mình đổ nước vào đây, thì mình sẽ pha tỷ lệ nó là 1:10. Các bạn không có cái bình đo ga lông thì mình sẽ ước lượng thôi, có thể là đặt hơn một tí cũng không sao. Đây rồi, vừa đủ. Đây là cái mùi hương này rất là thơm, thì nó sẽ tránh được cái côn trùng con muỗi, thì các bạn có ngửi được cũng không sao, cái này có mùi hương quế thôi. Đây mình sẽ đóng nắp lại cẩn thận, rồi sau đó là mình sẽ lắc đều cho nó loãng đi. Đây là trong cái quá trình là dẫn đến một năm mình không vệ sinh nè, đấy thì nó sẽ bị hen rỉ hết và tất cả cái mảng bám nè, các bạn thấy không, rất là dày. Đấy là trong cái quá trình mình sử dụng mình không lau chùi nó. Trước tiên mình phải đưa vào cái súng này. Các bạn có thể là phun từ trên, hoặc là những cái ngóc ngách này các bạn có thể chỉ vào sâu được nè. Đây các bạn có thể chỉ vào sâu được, và những cái ngóc ngành vào đây. Đây là mình sẽ làm thực tế trên cái lốc máy này luôn. Đây là mình phun ngoài trước. Các biết là cái mùi hương quế này nó luôn luôn là nó sẽ làm chống muỗi nè, chống những côn trùng nè, thì nó sẽ thấm vào trên cái lớp này. Các bạn phun lên ở đây thì những cái chống, gọi là chống khuẩn á, thì không có những con vật nào nó chạy lên đây được. Thì bây giờ mình phải vệ sinh nó sạch sẽ. Đây mình tận dụng những cái lực khí nè, các bạn thấy không, qua như vậy đó. Trong khi mình rửa cái lốc máy rồi thì cái dung dịch này có thể là làm cho cái mâm ô tô nè, các bạn phải vệ sinh rửa qua. Do cái quá trình mình đi nè, những cái cát đất bụi bẩn trong những cái tháng mưa này, đây là những cái khăn để ở trong nó cũng bị rỉ sét, thì mình phải vệ sinh nó luôn. Thì mình sẽ mình đã lắc đều rồi, thì bây giờ sẽ cắm vào cái dây khí và cứ sử dụng tương tự như là mình rửa cái lốc máy. Đây các bạn xem nha. Đây mình sẽ rửa cái lớp vỏ ngoài, sau đó là mình rửa vô cái mâm, làm luôn một thể. Đây là cái mâm nhôm, thì những cái mạng bám mình đã vệ sinh nè. Các bạn thấy những cái độ ánh sáng nó bóng loáng như thế này không? Đây làm sạch rất là sạch luôn, mình để cho nó ngấm thôi. Cái này nó không có ảnh hưởng tới trực tiếp lên cái kim loại thời gian lâu, tại vì cái mình qua dung dịch nước, cái này nó không ảnh hưởng đến kim loại, mà nhiệm vụ nó là tẩy những cái vết bẩn. Đây các bạn thấy không, xịt ra xong rất là bóng loáng. Đấy. Thì các bạn có thể là qua một cái quá trình nữa, mình phun rửa bằng nước thường rồi để cho nó làm sạch lại. Đây là mình đang ủ nó, các bạn có thấy không, rất là sạch sẽ luôn. Có thể vào cái trang web của nó là yatovietnam.com, thì các bạn sẽ xem vào cái, gõ vào cái mã số nó là IT
2374. Nếu các bạn muốn mua hàng thì cái sản phẩm này chúng tôi sẽ xếp hàng trên toàn quốc. Đây là cái sản phẩm mình thì ở đây đây.